Sáng ngày 12 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự nghị có Đại tá Đỗ Quốc Hùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ở thành phố có đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố. Dự nghị còn có các đồng chí là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, lãnh đạo các xã phường năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố đã đảm bảo chỉ tiêu chất lượng. Với 210 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó về trình độ văn hóa có 18 người tốt nghiệp cao đẳng đại học, 180 người tốt nghiệp lớp 12, có 5 tân binh là người dân tộc tiểu số. Sức khỏe loại 1 chiếm 12%, loại 2 chiếm 49%, loại 3 chiếm 39% có 72 thanh niên viết đơn tình nguyện và một tân binh được kết nạp đảng trước khi nhập ngũ. Các tân binh của thành phố được giao cho 6 đồ mối đơn vị của Bộ Quốc phòng và 21 tân binh được giao cho Bộ Công an hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Những đơn vị làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 gồm Phương Chí Minh, Cổ Thành, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, xã Hoàng Hoa Thám và Hưng Đạo. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 ở một số xã phường trên địa bàn thành phố vẫn còn những hạn chế cần phải được khắc phục, đó là công tác đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thiếu chặt chẽ, chất lượng sơ tuyển tại các xã phường chưa cao, công tác tuyên truyền vận động công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chú trọng, quan tâm đúng mức, vẫn còn xã phường không đạt chỉ tiêu tuyển quân, một số trường hợp cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự nhưng chưa được xử lý nghiêm, gây dư luận không tốt trong nhân dân, dẫn đến chưa đảm bảo được sự công bằng khách quan trong thực hiện luật nghĩa vụ. Để làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025, tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố nhấn mạnh, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng Do vậy cần sự vào cuộc quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền các địa phương và các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, nhất là những điểm mới trong năm 2025 để triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, luật dự bị động viên, luật dân quân tự vệ, thực hiện công khai minh bạch từ cơ sở quy trình đến các bước tuyển quân, làm tốt công tác đăng ký quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, không để bỏ sót nguồn thiếu chỉ tiêu, tăng cường chỉ đạo các bước chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tổ chức xét duyệt và đồng bộ hồ sơ đúng trình tự, khách quan tránh để xảy ra sai sót. Trong dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 5 tập thể 9 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.